Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám tại nhiều quốc gia. Ở những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, tình trạng những nhân tài của đất nước rời bỏ quê hương để đến sinh sống và làm việc ở những nước phát triển hơn diễn ra nhiều vô kể. Mình không biết là có nên trách họ hay không nữa, bởi vì là lấy thử ví dụ nhá. Tại sao một tiến sĩ trẻ đi học nước ngoài về, vừa giảng dạy, nghiên cứu khoa học, vừa được giao đủ thứ việc, thế nhưng chỉ được nhận mức lương là 6 triệu đồng trên một tháng? Trong khi với trình độ như vậy, họ có thể kiếm số tiền gấp cả trăm lần ở các nước giàu có hơn. Tình trạng này diễn ra rất nhiều tại Việt Nam. Lấy ví dụ như là Australia, quốc gia này thu hút được một lượng lớn lao động nhập cư chất lượng cao thông qua con đường là du học. Trên thực tế thì giáo dục là ngành xuất khẩu quan trọng nhất của nước Úc. Nguồn thu của quốc gia này từ các sinh viên quốc tế còn lớn hơn cả tiền bán dầu mỏ. Thử nghĩ mà xem, sau khi tốt nghiệp, nếu bạn không về mà ở lại lập nghiệp, thì quốc gia đó sẽ có cơ hội vắt sữa toàn bộ độ tuổi lao động của bạn. Tức là bạn sẽ tạo ra của cải và đóng thuế cho một đất nước không phải gánh bạn lúc bạn còn là một đứa trẻ. Điều này cũng giúp cho các